Xin chào mọi người, lại là mình đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token FIRUFinance nhé. Để tham gia được dự án này, mọi người cần phải link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người chat với bot. Dự án này sẽ chia phôi giả thưởng cũng khá lớn. Bấm bắt đầu này. Đây mọi người sẽ nhận được là bao nhiêu? 1 triệu token FIRUS Firu, và mỗi một lượt chia sẻ mọi người sẽ nhận được 500.000 token Firu đúng không ạ? Ok, dự án này có mặt trên ví địa chỉ RC20 rồi, trên ví ETH nhé. Ok, bấm check này. À quên, mọi người phải làm nhiệm vụ đó. Đây, join vào nhóm group này, tham gia nhiệm vụ khá đơn giản. Ok, sau đấy follow Twitter và retweet lại bài đăng thôi. Mở Twitter lên, bấm theo dõi này. Sau đấy bấm tim này, retweet lại bài đăng. Ok. Bây giờ mọi người sẽ check. Mọi người đợi mình một lát nhé. Check này. Ok. Bấm join Airdrop. Bấm submit. Copy profile link của Twitter mọi người dán vào đây nhé. Mọi người làm nhiệm vụ xong rồi mọi người sẽ copy profile link mọi người vào đây. Ok. Nó hỏi là mọi người đã don vào nhóm group Telegram chưa, bấm rồi. Don. Rồi bây giờ mọi người sẽ lấy địa chỉ ví ETH ở trên Trust Wallet hoặc ở trên MetaMask, mọi người dán vào đây nhé. ETH sao chép này. Ok, dán vào đây. Ok. Bây giờ mọi người sẽ bấm red link. Mọi người sẽ lấy link red, mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token nhé. Và mọi người sẽ bấm bên lên là mọi người chết số dư này. Đấy, số dư của mọi người là 1 triệu token Firu nhé. Và dự án này sẽ bấm big draw và xem như nào đâu. Mùng 5 tháng 7 mọi người mới sẽ rút được tiền nhé. Ok chưa? Rồi, cảm ơn mọi người xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token FIRUFinance. Dự án đã listen, đã có trên nền tảng ETH. Rất là uy tín đúng không ạ? Tạm biệt mọi người, hẹn mọi dự án tiếp theo.